Rồi, xin chào mọi người. Xin chào anh. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bùi Vlog nhé. Thì hôm nay anh Lâm có một món đãi, anh Lâm với bà Mơ có một món đãi anh em mình mọi người nhé. Thì món gì anh Lâm? Tôm nhảy siêu cay nghe. Tôm nhảy mọi người nhé. Thì cái này là tôm đất của quê mình mới bắt lên mọi người nhé. Đây nè, tôm đất nhé, còn sống hết mọi người. Thì hôm nay anh Lâm sẽ làm món tôm nhảy siêu cay, thì để xem hôm nay anh Lâm làm những gì, trình bày cái món này ra sao thì mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, công đoạn đầu tiên là gì anh Lâm? Mình làm hành tay nghe mấy bạn. Tại vì những cái này anh em đã chuẩn bị rồi mọi người nhé. Thì rau thơm, chanh, khế, hành tây. Này anh em đã chuẩn bị sẵn rồi mọi người nhé. Món này gọi là món tôm nhảy ông Lâm. Có tay có tuổi đồng hồng chứ. Đây cái gì đó? Đây là ớt sắc với lại hành đỏ các bạn. Đây, mọi người biết rồi, anh Lâm rồi. Lúc nào phải có cái thành phần đó, hành tím thôi mọi người nhé. Chưa có nghĩ mà lúc nào vẫn hành nữa. Chanh. Đây, chanh. Chanh sẽ cục. Okay. Đây, mọi người nhìn đã. Hỗn hợp đồ sống thì nó phải có những cái này. Phải có vị chua chua thì nó mới tôm mình nó mới chín được. Rồi mọi người nhìn thấy con tôm đã không? Cái tôm đất tự nhiên quá. Tôm đất tự nhiên đó mọi người. Tôm đất tự nhiên ở sông mọi người thấy. Đó. Nước cốt chanh nghe lên đây. Vô nước cốt chanh. Ok anh Lâm. Rồi. Ít khế thôi chứ điểm chua quá nó. Ít khế à? Trước mấy con nhỏ nhỏ bỏ vô đó. Lấy con tôm đây nè. Rồi Nhật ơi, làm lại cái Nhật ơi. Màu á. Rồi, đây bơ mơ review trước mọi người nha. Chào. Ok, đây là tôm mấy ông quý vị. Wow, mọi người nghe giòn giòn đã không? Lâm review nè. Để anh Lâm. Đâu, cái này là mấy bên Thái Lan nó ăn ngon lắm. Cái này của Thái Lan mà. Hạt theo Thái Lan nè. Nè. Anh làm chiến này anh làm đi Thái luôn. Nó bún kìa đó. Ăn xong là anh làm đi Thái luôn. Đây luôn nha. Cho. Đi Thái về ngự nó thấy cũng khóc khóc nè. Tốt người học cà tốt. Cay quá rồi, siêu cay luôn rồi. Cay mà cho nó. Đây Nhật heo. Làm lại cái nè. Rồi, đấy, ông tôm bên đây. Đó. Nó bò bò luôn rồi. Em phải phun cái hỗn hợp nó vào nó mới ngon. Đây mọi người, tôm mới sống này. Vô. Rồi, mà nay nghe quất. Quá đã. Camera là... mình thêm chuyên sâu. Camera thật sự là chảy nước miếng mọi người. Ăn cái này mà cạp miếng hành nữa thôi không đúng nữa. Mà anh em câu nữa này. Vô anh Lâm. Cầm cho chẹt thôi nó bún rớt luôn nè. Ăn không mà không ăn không hợp gì hả? Rau nữa chứ. Đây ba mời. Đây ba mời ăn. Đấy. Quá đã. Ngon. Chà quá rồi, mấy tôm. Thì mọi người thấy không? Siêu cay mà tới mỗi anh Lâm với bà Mơ ăn một xíu đã chảy mồ hôi rồi. Cầm con tôm vô kỹ này. Đó mọi người ạ. Tôm nó vẫn còn nhảy này, mọi người không? Đấy. Để cái điện thoại xoa xoa không, bao tay nó búng cái là bể cái camera nó căng. Đó mọi người thấy không? Tôm nó búng lên tạch tạch tạch. Mọi anh em con nữa này, cầm vô kẹt vô bà Mơ để búng. Rồi bạn em bắt khóc khóc thì giá trị. Đã quá. Ngọt hơn. Ngọt, tấu ngọt xong. Hấp dẫn đó. Nhìn khá là tuyệt vời mọi người. Đây, anh em làm mấy con này thì không nói mọi người nha. Mấy con này thì bỏ ra. Mấy con này chết. Mình chỉ ăn những con sống thôi. Càng sống nó càng ngon mọi người. Đây, nhìn thấy không? Đó, mà anh em ơi. Wow. Dạ. Ồ, quất con bự này. Vô, anh Lâm này. Ê, con bự này còn là sống nè mọi người. Quá khổng luôn. Cắt trái khế thường quặng. Mời em. Ừ, không. Dạ. Bún trong miệng rỗng rỗng rỗng. Vô anh Lâm. Quá đã. Sau đây bà Mơ sẽ review món này là bọn lớp bọn chả mới giả. Đào bơ bơ mơ thì khế mọi người nha. Khế nè. Đây cặn cặn khế nha. Đây. Cái miếng này nè, nó đang đang. Thật sự là cái này giống như tra camera bị tra tấn đó mọi người.
Cây nó mới ngon. Cái này càng cái đồ của Thái thì biết rồi. Cái gì mà của Thái mà ăn sống là nó càng cay nó càng ngon. Ăn mà đủ mà hâu rồi chứ. Đúng rồi. Đây review là tiếp cận cảnh luôn rồi. Đây mọi người. Bún rồi. Ai làm này? Rung ba luôn anh em ơi. Những khán giả đó mà xem cái video clip này toàn vào 9-10 giờ đêm thì đừng có trách anh em nha. Khá là đã rồi. Camera nãy giờ là nước miếng lưng tròng rồi chứ không phải là nước mắt lưng tròng. Nước miếng. Không có tôm gãi nên là cũng ít có người ăn lắm em. Không phải ai ăn cũng được. Đúng rồi. Không, thường thường mấy người luôn này tôm nhảy là để một tôm nhảy riêng cái bỏ cái đùi chiếc đùi sâu lên rồi bỏ vô cái tôm chín mắt. Ờ. Thì bà không có ngon. Rồi cái tôm này mà để như vậy không ngon. Tôm như vậy ăn như vậy nó mới hợp lý, nó vậy nó mới ngon. Tám người đều luôn. Vô, nhận nè. Rồi con tôm kia nó lì quá mọi người. Nó nằm rồi nãy giờ trong đấy mà nó vẫn chạy nhảy được ra ngoài. Nó không muốn chết. Không chết. Đây mọi người ơi. Nó to rồi nó nhảy ra ngoài quá nè. Đây tiếp bơm. Đó mọi người không? Thấy nó còn nhảy. Tuyệt vời luôn. Đó mọi người thấy tôm bún ta. Rồi anh Lâm nè, tiếp nè. Con nướng nhảy vừa thôi mình cho nó của nhảy đi. Khó thế nó luôn. Vừa khó thế, cho của nhảy. Mạnh rồi. Mọi người thấy mồ hôi trên người anh Lâm. Cay quá. Bơm bơm. Gió đầy luôn á. Mồ hôi. Đấy anh em được ra đấy. Đó, ai ăn rồi cũng còn nhua này. Cán cái đào lùng bừng. Rồi miếng hành nó có chữ. Nãy em mới hành đâu. Nhìn khá là ngon mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Tôm nhảy bốn tách 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 tách. Tôm Nhật ha. Ừ, tôm Nhật. Tôm sông tự nhiên mình mà. Nè, anh Nhật chứ. Anh sắc. Nó này, tôm nhỏ 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 như này chứ được lên tivi đó nghe. Sắc thương bên sèo nữa. Tôm khá là ngon mọi người. Ôi, mời anh em con nữa. Anh bỏ. Cày quá mà. Nó là siêu cay mà. Vô. Có nhảy. Ok. Nhìn ba mơ ăn có miệng đá không mà. Ăn bia đó. Hồi nãy giờ kiếm được con tên to này. nhảy liên tục ra ngoài. Cái qua thịt cũng ngon mà vừa tôm mà kẹp với tôm cũng ngon. Vô. Rồi, anh làm được cái bát nữa nè. Mọi người thấy không? Còn cứng ngát luôn. Gãy tưng tưng. Ăn ít ăn đồ sống đó. Mà lần ăn là ăn cho thiệt nhiều. Mở đây. Vô. Cầm cho kỹ một tôm để bún vô bạn. Bún của trận hòn bị đổi hết luôn. Quá đã rồi. Ok mọi người thì chắc là anh em cũng còn một tí nữa anh em sẽ làm xử lý cho nó hết luôn. Thì cứ như vậy thật sự là quay nữa thì mọi người thèm đấy. Nhật là một miếng nữa rồi. Xin chào mọi người luôn chứ. Chứ để mà mọi người càng xem nữa mọi người càng chảy nước miếng tội. Mình ăn rồi sống thì mà ngon quá thì mình lùn thêm câu nữa. Vô. Mọi người. Mời mọi người đây. Quá đã. Thấy màn đỏ quá. Anh Lâm lâu lâu con nhảy đó chứ để nó đẫm nước tội nó. Đây mọi người thấy không? Lá đồ. Thật sự là mình anh công nè. Mình quay mình cũng chảy nước miếng tội mình quá mọi người. Quá đã. Dạ tuyệt vời. Ok mọi người, thì chắc là còn một ít nữa thì anh em sẽ ngồi thật sự là phải có, cái này phải có cái gì đắng nó vô nó mới đầm được cái bụng mọi người. Hello. Ok mọi người, anh em xin tạm ngưng video ở đây. Thì nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho anh em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh mọi người nhé. Rồi, xin tạm biệt mọi người. Chào đi.